triệt xóa sới bạc bên trong vườn xoài, bắt giữ 23 đối tượng. Sáng ngày 25 tháng 10 năm 2022, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, củng cố hồ sơ, xử lý một vụ đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu, ăn thua bằng tiền, liên quan đến 23 đối tượng, vừa phát hiện, bắt giữ tại khu vườn xoài thuộc ấp Bình Quế, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Theo thông tin, khoảng 13 giờ 15 phút ngày 24 tháng 10 năm 2022, qua công tác nắm tình hình và nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, tại khu vườn xoài thuộc ấp Bình Quế, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, nhiều đối tượng tụ tập đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu, ăn thua bằng tiền, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, nên lực lượng công an huyện Chợ Mới phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự, công an tỉnh nhanh chóng đến địa điểm như tin báo để vây bắt. Khi lực lượng công an đến hiện trường thì các đối tượng tham gia đánh bạc bỏ chạy tán loạn, 23 đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một bộ xí ngầu, 18 điện thoại di động, gần 30 xe mô tô, 2 xe ô tô và 5.550.000 đồng trên chiếu bạc. Khám xét trên người các đối tượng, lực lượng công an tiếp tục thu giữ số tiền trên 54 triệu đồng. Qua làm việc ban đầu, các đối tượng tham gia đánh bạc khai nhận sới bạc trên do Phạm Văn Phúc, sinh năm 1987, cư trú ấp Bình Quế 1, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, đứng ra tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau để lấy tiền sâu. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.